Kính chào quý khán giả đang theo dõi Sống An Lạc. Các bạn thân mến, thịt nấu đông là một trong những cách chế biến thịt độc đáo chỉ có ở Việt Nam để tạo nên nét ẩm thực đặc sắc trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là món ăn ngày Tết, nồi thịt đông béo ngậy, đầy ắp còn tượng trưng cho ý nghĩa may mắn, đủ đầy, gắn kết yêu thương trong năm mới. Tuy nhiên thưa quý vị, chính bởi đặc điểm thịt đông là phải nấu đầy nồi để tạo thành khối thịt, vậy nên tình trạng dư thừa, ăn lâu ngày là điều không thể tránh khỏi. Và từ đó dẫn đến những nguy hại khôn lường cho sức khỏe tiềm ẩn trong những miếng thịt đông đã qua chế biến và bảo quản quá lâu ngày. Đó là những nguy hiểm gì và nên chế biến như thế nào, bảo quản thịt đông theo cách nào để bảo quản chúng được lâu nhất và an toàn nhất? Những nội dung này sẽ có trong video của Sống An Lạc ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 3 mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn thịt nấu đông để lâu ngày. Nguy hiểm thứ nhất, tăng nguy cơ ung thư. Tủ lạnh là thiết bị để bảo quản thực phẩm, thế nhưng tủ lạnh có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu như bạn sử dụng không đúng cách. Thực phẩm nói chung và thịt đông nói riêng nếu để trong tủ lạnh lâu ngày sẽ tăng cao nguy cơ ung thư. Trong nhiều nghiên cứu, chất nitric sản sinh trong thực phẩm trong quá trình bảo quản trong tủ lạnh chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Nếu hàm lượng chất này cao sẽ gây ngộ độc cấp tính, ảnh hưởng đến tính mạng. Cần chú ý rằng thịt đông để quá lâu trong tủ lạnh sẽ bị vi sinh vật phân hủy và sản sinh ra các chất như nitric, amoniac. Nếu tiêu thụ quá nhiều nitric sẽ gây ngộ độc, thời gian dài sử dụng những thực phẩm này sẽ gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến sức khỏe. Nguy hiểm thứ hai, nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Thịt đông bảo quản trong tủ lạnh là phương pháp nhiều người lựa chọn. Bởi vì một nồi thịt đông thường được nấu với khối lượng lớn, gia đình không thể ăn hết trong vòng từ 1 đến 2 ngày. Vì vậy, tủ lạnh được chọn là nơi bảo quản món ăn đặc biệt này. Bạn sẽ để được từ 5 đến 7 ngày nếu như bảo quản đúng phương pháp. Thế nhưng thực tế sẽ rất khó, bạn vẫn phải đóng mở nắp để lấy thịt ra. Ánh sáng và hơi của thực phẩm khác cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng của thịt. Ngoài thức ăn chín, tủ lạnh còn chứa nhiều loại thực phẩm sống khác. Nếu bảo quản không đúng cách, hoàn toàn xảy ra khả năng lây nhiễm chéo vi sinh vật. Các loại vi sinh vật này sẽ sinh trưởng và nảy nở, từ đó có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Nguy hiểm thứ ba, hàm lượng chất dinh dưỡng bị suy giảm. Thời gian sử dụng thịt đông lâu nhất có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, thời gian này càng kéo dài thì lượng dinh dưỡng bị mất đi sẽ càng lớn. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng thịt nấu đông trong vòng từ 3 ngày để đảm bảo hương vị và độ an toàn thực phẩm. Và trên thực tế, thịt đông bảo quản trong tủ lạnh không hoàn toàn an toàn như bạn nghĩ. Các vi sinh vật vẫn sẽ tồn tại và ăn mòn các chất dinh dưỡng có trong thịt. Chính vì vậy, thịt càng để lâu sẽ không còn mùi vị nữa. Hàm lượng chất dinh dưỡng cũng sẽ giảm bớt. Thịt đông thường được chế biến với một số lượng lớn và sử dụng trong nhiều ngày. Do vậy, nếu không biết cách bảo quản thì sẽ rất dễ bị hỏng. Đối với món ăn này, sử dụng được tốt nhất trong bao lâu phụ thuộc phần lớn vào phương pháp bảo quản của bạn. Và sau đây sẽ là gợi ý về cách bảo quản thịt đông hiệu quả giúp bạn giữ được hương vị và độ an toàn nhất cho món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Thứ nhất, thời gian tối đa bảo quản và sử dụng thịt nấu đông. Thịt nấu đông để được bao lâu còn phụ thuộc vào cách bảo quản của bạn. Nếu được bảo quản đúng cách, món thịt nấu đông sẽ vẫn giữ được hương vị thơm ngon trong khoảng từ 5 đến 7 ngày. Nguyên tắc quan trọng nhất khi bảo quản thịt đông là không được để lẫn phần thịt đã lấy ra sử dụng và phần thịt chưa sử dụng. Một lưu ý nữa khi bảo quản thịt đông là bạn nên sử dụng màng bọc thực phẩm, bọc kín để tránh cho thịt tiếp xúc với không khí bên ngoài. Bạn nên chia nhỏ các phần thịt ra các hộp hoặc bát cho mỗi bữa ăn, dùng màng bọc thực phẩm, bọc kín và để trong ngăn mát tủ lạnh, hoặc sử dụng dao hoặc thìa sạch để cắt phần thịt đủ cho bữa ăn. Lưu ý rằng thịt đông lấy ra chỉ có thể sử dụng trong vòng từ 5 đến 7 tiếng. Thịt nấu đông bạn không nên bảo quản trong ngăn đá của tủ lạnh. Nếu bảo quản trong ngăn đá, thịt sẽ bị đông cứng lại. Sau khi giã đông, thịt không còn ngon nữa. Ngoài ra, việc sử dụng thịt đông đá không tốt cho sức khỏe, có thể rình rập nhiều bệnh nguy hiểm khó ngờ. Vậy nên, hạn chế bảo quản thức ăn thừa trong ngăn đá, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ thịt. Thứ hai, nguyên tắc bảo quản thịt nấu đông trong tủ lạnh. Sử dụng tủ lạnh để bảo quản thực phẩm là cách phổ biến. Tuy nhiên, để mỗi món ăn giữ được vẻ tươi ngon và hấp dẫn, bạn cần có hiểu rõ về đặc điểm nguyên liệu và món ăn. Đối với món thịt đông, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, sử dụng màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm giúp bảo vệ thực phẩm, ngăn mùi của món ăn xâm lấn toàn bộ tủ lạnh. Bạn nên dùng màng bọc thực phẩm bọc kín phần thịt đông trước khi cho vào tủ lạnh. Cách này nhằm hạn chế không khí lọt vào, gây ôi thiêu, hỏng thức ăn. Nguyên tắc thứ hai, khi thịt còn nóng, tuyệt đối không cho vào tủ lạnh. Nếu thịt còn nóng, bạn cho ngay vào tủ lạnh sẽ khiến thịt bị biến chất. Hơn nữa, hơi nước tỏa ra từ món ăn nóng sẽ ngưng đọng trong tủ lạnh, là nguyên nhân khiến vi khuẩn sinh sôi và gây hại cho thực phẩm. Đây là nguyên nhân khiến món thịt đông và các món ăn khác trong tủ lạnh dễ bị hỏng hơn. Nguyên tắc thứ ba, không để thịt đông trong ngăn đá tủ lạnh. Trước hết, với món thịt đã qua chế biến thì không nên để trên ngăn đá tủ lạnh do chúng sẽ bị làm đông lạnh, gây mất đi vị ngon ban đầu và mất chất dinh dưỡng từ món ăn. Đối với món thịt đông, nếu để trong ngăn đá tủ lạnh sẽ khiến miếng thịt đông cứng, khi ăn phải chờ thời gian giã đông. Thịt đông khi bị giã đông sẽ biến dạng, không còn đẹp mắt và ngon miệng như ban đầu nữa. Nguyên tắc thứ tư, không để lẫn đồ chín với đồ sống. Thực phẩm sống và chín có thời gian bảo quản khác nhau, vì vậy cần tách riêng chúng để tính toán thời gian bảo quản và sử dụng hợp lý. Hơn nữa, tách thức ăn sống và chín cũng tránh được tình trạng lây nhiễm chéo các loại vi sinh vật gây ảnh hưởng đến chất lượng của thức ăn. Thứ năm, tuân thủ thời gian để tủ lạnh. Thịt đông được bảo quản tối đa trong ngăn mát tủ lạnh từ 5 đến 7 ngày. Quá thời gian này, thịt sẽ bị nhớt, chảy nước và có mùi hôi. Lúc này, bạn nên bỏ nồi thịt và không sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào để tránh gây nguy hại cho sức khỏe. Khác với những cách chế biến thịt thông thường như luộc, rán, xào mà ở đâu cũng có, thịt nấu đông là một cách chế biến độc đáo chỉ có ở Việt Nam. Từng miếng thịt cô đặc, béo ngậy với hương vị vừa vặn, thơm ngon như chứa đựng đầy đủ mọi tinh túy văn hóa ẩm thực Tết Việt. Vậy cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gì và tiến hành các bước như thế nào để tạo nên món ăn hấp dẫn này? Thì ngay bây giờ, mời quý khán giả hãy cùng vào bếp với Sống An Lạc và tìm hiểu chi tiết về quy trình chế biến món ăn độc đáo này nhé! Thứ nhất, cách nấu thịt đông bằng thịt chân giò. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 1 kg thịt chân giò, nấm hương, mộc nhĩ, hành khô, hạt tiêu, bột canh, đường, mắm. Cách thực hiện như sau. Bước đầu tiên, thịt chân giò cạo sạch lông, rửa sạch, thái miếng khổ bằng bao diêm. Bước thứ hai, tai lợn cũng cạo sạch lông, khử hôi bằng cách sát muối và giấm, sau đó bạn thái nhỏ. Phần thịt chân giò nếu có quá nhiều mỡ thì bạn nên lạng bớt ra. Nếu không thích ăn tai lợn, bạn có thể thay thế bằng một miếng da lợn bằng bàn tay để thịt có thể đông được. Bước thứ ba, đun một nồi nước, cho ít muối, hành khô bóc vỏ, đập dập hoặc đầu hành trắng và một ít gừng đập dập để trần thịt. Thịt được trần trong nước có hành và gừng sẽ giảm mùi hôi và sạch hơn. Khi trần xong thịt, bạn xả qua nước và để ráo. Ướp thịt với một thìa nước mắm ngon để 30 phút cho ngấm. Bước thứ tư, nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở thái nhỏ, không cần thái quá nhỏ bởi vì khi thái nhỏ, lúc nấu xong, mộc nhĩ sẽ bị nhũn không còn độ giòn. Bạn cho chảo lên bếp, cho ít dầu ăn vào, xào qua nấm hương, mộc nhĩ với một ít hạt nêm cho đậm đà rồi để riêng. Bước thứ năm, cho thịt chân giò và tai vào chảo, xào một lúc cho săn lại, cho thêm ít hạt nêm lúc xào. Bước thứ sáu, thịt xào sơ rồi cho vào nồi để nấu. Dùng nồi áp suất để tiết kiệm thời gian nấu. Bạn chú ý đổ nước ngập mặt thịt. Nước sôi phải hớt bọt cho thật sạch. Như vậy món thịt đông mới không bị đục. Hớt bọt xong, bạn đóng nắp nồi áp suất để đun. Bước thứ 7. Sau 15 phút, thịt chín mềm. Bạn mở nắp và cho nấm hương, mộc nhĩ, hạt tiêu rang đập dập vào nồi. Đun thêm khoảng 10 phút nữa là được. Lúc này bạn không cần đóng nắp nồi áp suất nữa. Bước thứ 8, bạn tiến hành tỉa vài bông hoa bằng cà rốt đặt dưới đáy bát trước khi múc thịt đông để khi úp thịt đông ra sẽ đẹp mắt. Cất thịt đông vào tủ lạnh khoảng từ 4 đến 6 tiếng cho thịt đông lại. Khi ăn, bạn dùng dao lách thành bát để úp thịt đông ra đĩa được dễ hơn. Với cách làm thịt đông này, bảo đảm bạn sẽ có món ăn ngon miệng. Bạn có thể trang trí thêm vài nhánh ngò, rau mùi và một ít cà rốt tỉa hoa để món ăn thêm hấp dẫn. Món thịt đông ăn kèm cơm nóng, dưa chua hoặc củ kiệu là vô cùng hợp vị. Đơn giản dễ thực hiện đúng không nào? Chúc các bạn thành công với cách nấu thịt đông từ thịt chân giò ngon tuyệt cho ngày Tết. Thứ hai, cách nấu thịt đông bằng thịt gà. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm một con gà, một củ cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương, gia vị gồm hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm. Các bước nấu thịt đông bằng thịt gà. Bước thứ nhất, sơ chế nguyên liệu. Gà làm thịt để riêng bộ lòng mề để chế biến thành các món ăn khác. Bạn tiến hành chà sát muối để khử mùi hôi của gà, sau đó chặt thành các miếng vừa ăn hoặc lọc xương nếu muốn. Ướp thịt gà với các gia vị sau: một thìa nước mắm, một thìa hạt nêm, một thìa hạt tiêu và một nửa thìa bột ngọt. Trong lúc ướp thịt gà khoảng 30 phút, các bạn tiến hành sơ chế những nguyên liệu còn lại. Mộc nhĩ và nấm hương ngâm với nước nóng cho nở to, sau đó cắt bỏ các núm, rửa sạch. Mộc nhĩ thái miếng dạng sợi hoặc dạng vuông tùy ý. Cà rốt nạo vỏ, thái miếng tròn hoặc tỉa hoa. Hành khô bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ. Bước thứ hai, xào nấm và thịt gà. Đầu tiên bạn bắc chảo lên bếp, đun nóng chút dầu ăn rồi phi thơm phần hành khô băm nhỏ, sau đó cho nấm hương và mộc nhĩ vào, xào sơ qua với một muỗng bột canh cho ngấm gia vị và chín tới. Lưu ý, bạn không nên xào quá kỹ mộc nhĩ, sẽ bị dai và quắt. Tiếp theo là đến xào thịt gà. Nếu gà béo và có nhiều lượng mỡ thì bạn có thể quay mỡ gà thay cho dầu ăn, sau đó cho thịt gà đã ướp gia vị vào xào. Thêm một thìa nước mắm, đảo đều tay trong khoảng 5 phút, cho thịt gà săn lại rồi cho nước lọc vào đun sôi trở lại. Lượng nước xâm xấp lượng thịt hoặc nhiều hơn một chút là được. Điều này khá quan trọng vì nếu quá ít hay quá nhiều nước thì món thịt đông vừa không đẹp lại vừa mất cân bằng về lượng thịt và lượng thạch đông. Bước thứ 3, ninh thịt gà. Lúc này bạn tiến hành ninh thịt gà bằng nồi áp suất hoặc nồi cơm điện. Bạn cũng có thể sử dụng bếp ga để đun trong thời gian dài cũng được. Nếu là gà già, là loại gà đã đẻ nhiều lứa, thịt rắn chắc thì bạn nên hầm khoảng từ 2 đến 3 tiếng bằng nồi áp suất cho thịt gà chín nục thì khi ăn sẽ có vị bùi, thơm, ngậy rất ngon. Nếu không, bạn có thể ninh thịt gà bằng bếp ga từ 45 đến 60 phút tùy theo sở thích của mỗi người. Miễn sao thịt gà đảm bảo chín mềm và dễ ăn là được. Trong lúc ninh thịt gà, bạn sử dụng muôi để vớt hết nước bọt bẩn nổi bên trên nếu có. Trước khi tắt bếp khoảng 10 phút, bạn cho phần nấm hương và mộc nhĩ đã xào ở bước trên vào nồi. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Lưu ý rằng món thịt đông thường có vị nhạt hơn những món ăn bình thường để đảm bảo tính thanh mát, dễ ăn cũng như là một điều kiện để thịt dễ đông hơn. Sau khi kết thúc thời gian ninh thịt, bạn tắt bếp để nguội bớt. Sau đó xếp đều nấm hương quanh thành bát, để mặt trên nấm hướng ra ngoài cho đẹp mắt, rồi múc thịt gà và nước vào. Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và cất trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 đến 4 tiếng là thịt gà sẽ đông chặt lại. Lưu ý, khi nấu món ăn này, bạn nên chọn những con gà già, bởi vì gà càng già thì thịt càng chắc và thơm ngon. Khi thưởng thức có vị bùi, ngậy mà gà non hoặc gà nuôi công nghiệp không thể có được. Số lượng mộc nhĩ và nấm hương tùy theo sở thích của mỗi người. Bạn có thể dùng cà rốt hoặc không, thế nhưng dùng thêm cà rốt thì món ăn sẽ bắt mắt hơn. Thịt đông là một trong những món ăn truyền thống của người Việt mỗi dịp đông đến Tết về. Thịt đông ngon mềm, thanh mát, lại có vị thơm đặc trưng của thịt khiến nhiều người thích thú. Vì món ăn không quá ngấy, ngon mát nên nó luôn được lựa chọn để chống ngán cho cỗ Tết. Để thịt đông trong veo, ngon hoàn hảo, Các bạn đừng bỏ qua 4 mẹo này trong quá trình chế biến. Thứ nhất, chọn thịt để nấu đông. Để làm thịt đông, bạn cần chọn miếng thịt chân giò vì thịt chân giò khi chế biến sẽ tạo ra nhiều chất kết dính cho món ăn. Ngoài ra, bạn có thể cho thêm ít bì heo nấu cùng. Bì heo sẽ tạo ra chất kết dính như móng giò, chỉ là khi nấu xong bạn vớt bỏ bì heo ra là được. Đối với một số gia đình, người ta thêm cả thịt gà để tăng thêm độ thơm, độ trong của nước thịt đông, tăng độ hấp dẫn của món ăn. Nếu thích, bạn có thể cho thêm cả tai heo vào nấu cùng. Phần tai heo này sẽ tạo thêm một chút giòn cho thịt đông. Thứ hai, gia vị nêm vào nấu đông. Vì thịt đông là một món ăn có độ trong và độ mát nhất định, vì vậy bạn không nên bỏ muối hay nước mắm quá nhiều vào khi chế biến, vì nếu khi cho nhiều, thịt đông sẽ mất đi độ mát và thậm chí khó đông hơn. Gia vị tạo độ thơm cho thịt đông nhất định bạn không được quên hạt tiêu, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô. Lưu ý, mộc nhĩ không nên thái quá nhỏ vì khi thái quá nhỏ, khi nấu chúng sẽ bị nhũn và không tạo được độ giòn. Thứ ba, chế biến. Thịt chân giò cần cạo sạch lông rồi đem rửa sạch và thái miếng vừa. Nếu dùng thêm cả tai heo, bạn nên cạo sạch rồi khử mùi hôi bằng cách sát với muối và giấm. Sau đó bạn đem thái miếng cỡ vừa. Bì heo rửa sạch, thái miếng to, còn thêm thịt gà, bạn chỉ việc rửa sạch, chặt miếng vừa ăn là xong. Có một số gia đình thích xào qua mộc nhĩ, nấm hương và thịt riêng trước khi cho vào hầm cùng với nước với một chút gia vị. Tuy nhiên, cũng có người muốn để mùi thơm tự nhiên nên không xào qua mà sau khi ướp thịt với gia vị đã tiến hành đổ nước sôi vào nấu cho đến khi được. Tùy vào khẩu vị cũng như sở thích, bạn hoàn toàn có thể tự chọn cách nấu phù hợp với gia vị của mình. Trong quá trình nấu, nồi thịt sẽ nổi nhiều bọt. Bạn cần hớt hết chỗ bọt này để tạo độ trong cho thịt đông. Lượng nước chế vào nấu cũng cần vừa phải, không quá ít hoặc quá nhiều. Nếu ít quá, thịt đông sẽ bị đặc, nhiều nước sẽ loãng càng khó đông. Nấm hương, mộc nhĩ, hạt tiêu không cho quá sớm. Khoảng sau 15 phút khi thịt chín mềm, bạn mới tiến hành cho vào. Nấu thêm khoảng 10 phút nữa là được. Nếu bạn cho thịt gà vào nấu kèm, cần lưu ý khi thịt mềm phải rút bỏ xương gà. Nhà có nồi áp suất thì thịt đông sẽ nấu nhanh hơn. Thứ tư, trang trí thịt đông cho đẹp. Bạn có thể tỉa một ít hoa cà rốt, lá mùi để dưới đáy khay hoặc bát, đợi thịt nguội, múc thịt đông vào, bọc màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh để ngăn mát từ 4 đến 6 tiếng. Mang ra, úp ngược ra đĩa là xong. Với cách này, thịt đông vừa trong, vừa đẹp và lại vô cùng hấp dẫn. Vậy là chỉ với 4 mẹo nhỏ cùng một chút sự tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo trong quá trình chế biến là các bạn đã có ngay một món thịt nấu đông ngon lành, bổ dưỡng, đậm đà hương vị Tết truyền thống dành tặng cho gia đình nhân dịp đầu năm. Đừng quên áp dụng những tuyệt chiêu chế biến và bảo quản thịt nấu đông mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình nhé. Đến đây thì chương trình hôm nay của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên cập nhật những video mới nhất được đăng tải hàng ngày trên kênh YouTube của Sống An Lạc để không bỏ lỡ những thông tin sức khỏe ý nghĩa, bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.